Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái chương số 1 là các kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật. Ta đi cái bài đầu tiên, đó là bài số 1, vật liệu và dụng cụ vẽ. Thì để thực hiện một cái bản vẽ, ta cần chuẩn bị những cái vật liệu và dụng cụ vẽ như sau. Thứ nhất là ta đi cái phần một nhỏ là vật liệu. Thì vật liệu ta có là thứ nhất là giấy vẽ ha. Thì giấy vẽ thường mình học trên hai khổ giấy ha, mình vẽ trên hai khổ giấy, đó là giấy A3 và giấy A4 ha. Thì các bạn chỉ cần mua hai loại giấy này thôi. Ngoài ra ta nếu mà các cái bản vẽ lắp, bản vẽ lớn thì ta thường ta vẽ trên giấy A0. Còn các cái bản vẽ chi tiết thì ta chỉ vẽ trên giấy A4 thôi. Ngoài ra ta có thêm cái là băng keo ha, băng keo mục đích để dán cái bản vẽ lên trên cái bàn vẽ ha, để chúng ta thực hiện vẽ. Cái vật liệu kế tiếp đó là bút chì ha, bút chì. Đây các loại bút chì, thì bút chì nó có nhiều loại ha, ví dụ bút chì thường nè, hoặc bút chì kim như thế này. Đây đây bút chì kim này, thì đối với vẽ kỹ thuật của ta thì ta dùng bút chì kim này chơi dễ vẽ ha. Thì bút chì của ta thì nó chia cái tùy thuộc vào độ cứng ha, nó chia từ độ cứng từ 9H nè cho đến là 9B nè. Thì theo chiều từ trái qua phải thì độ cứng giảm dần ha. Thì mình thường hay xài hai cái đó là HB và 2B ha. Ta qua cái phần hai nhỏ đó là dụng cụ vẽ. Thì dụng cụ vẽ đầu tiên đó là bàn vẽ. Đây, bàn vẽ là một cái tấm dán ha, để mình dán bản vẽ lên đó ha, dán cái tờ giấy lên đó ha. Đây dán, thường là mình sẽ dán băng keo ở bốn góc để cố định cái tờ giấy lên trên cái bàn vẽ để mình vẽ cho nó dễ ha, cái tờ giấy mình nó không có bị di chuyển. Đi theo cái bàn vẽ này ta có một cái thước ha, ta gọi là thước T. Đó, thì cái thước T này nó sẽ là có cái cạnh này nè, nó sẽ trượt dọc theo cái cạnh ha, một cạnh bên này nè, để nó canh thẳng ha, nó có một cái thước ngang này. Đó, để nó canh thẳng thì mình muốn vẽ ở vị trí nào thì mình sẽ trượt cái thước này lên xuống ha, tới vị trí mình cần vẽ rồi mình sẽ vẽ ngang. Cái dụng cụ thứ hai đó là tẩy ha, gom á. Đây thì tẩy gom này ha, có nhiều loại ha, các bạn mua loại nào cũng được, miễn sao là tẩy được cái viết chìm là được. Cái dụng cụ thứ ba đó là cơm ba ha, cơm ba. Đây có nhiều loại cơm ba luôn, các bạn nên mua cái loại cơm ba nào tốt tốt để vẽ. Tại vì cái cơm ba mà các bạn mua cơm ba dở quá thì vẽ rất là khó, nó dễ bị sụp xịt, dễ bị chạy, vẽ nó không chính xác ha. Có nhiều loại cơm ba. Hay cách sử dụng cơm ba nè, ví dụ tôi muốn vẽ một cái đường tròn nào đó thì tôi phải xác định tâm trước ha, xác định tâm nè, sau đó tôi mở khẩu độ cơm ba, tôi đo đúng cái bán kính nè ha, đo trên cái thước thẳng của mình á ha. Rồi sau đó tôi sẽ tìm vào điểm tâm này ha. Đây, cái đầu mà nhọn á, tì vào điểm tâm này, bắt đầu tôi mới vẽ, tôi cầm ở trên đầu nè, tì vào điểm tâm này, rồi tôi vạch nè, tôi quay quay tròn để tạo ra cái vòng tròn. Ta qua cái kế tiếp là thước. Thước thì ta có nhiều loại thước, đầu tiên là thước thẳng đây. Đó, thước thẳng để vẽ các đường thẳng, và trên thước thẳng này có gạch số ha, gạch chữ chia đoạn. Thì để mình căn cứ vào cái số đó mình vẽ các cái đoạn thẳng mà có kích thước xác định. Đây, một loại kiểu thước khác, thước thẳng khác, nó là nó có cái thể nhấc lên như này ha, để chuyên để vẽ những cái đường thẳng song song. Hoặc là thước này, thước T này. Đó. Cái dụng cụ kế tiếp đó là eke. Eke thì ta có thường ta có hai loại, đó là eke góc 45 độ và eke góc 60 độ và 30 độ, góc này 60 độ, góc này 30 độ nè. Đây, eke là dùng để làm gì? Để vẽ các cái đường thẳng mà nghiêng một góc nào đó với phương ngang. Đây, ta kết hợp giữa cái thước T và eke 45 độ ha. Ví dụ ta muốn vẽ các cái hình chiếu chụp đồ như này ha, rất là dễ. Dụng cụ kế tiếp đó là thước cong ha, thước cong đây. Thì thước cong ta dùng để vẽ các cái đường đường cong ha, nó có nhiều cái đoạn cong khác nhau ha. Thì mình đưa vào cái thước cong này vào đúng cái đường cong nào thì mình lựa chọn cái đoạn cong nào thì mình vẽ thôi. Cái dụng cụ kế tiếp nữa là thước lỗ. Đây thước lỗ thì ta có hai dạng, thước lỗ tròn và thước lỗ elip.
Thì thường cái thước lỗ này nó cũng có cái hay và cũng có cái dở, đó là vẽ đường tròn rất là nhanh, nhưng mà nó có cái dở là gì, là cái đường kính đường tròn nó phải phù hợp, có trong cái thước này mới vẽ được. Nó khác với Compa. Compa thì mình có thể vẽ những cái đường tròn mà cái đường kính hoặc bán kính bất kỳ, miễn sao nó nằm trong khẩu độ của Compa là được. Còn cái thằng này nó sẽ tùy vào cái kích thước mà trong cái thước này có cái đường kính mà trong cái thước này có. Elip này cũng vậy. Rồi bây giờ ta qua cái phần 3 nhỏ là trình tự hoàn thành một bản vẽ. Thì đầu tiên là ta bước chuẩn bị. Bước chuẩn bị là gì? Mình chuẩn bị bản vẽ là thước đồ vân vân, giấy chì gom đồ vân vân mình để sẵn ra đó, và đầu và mình lấy tờ giấy mình dán lên trên cái bàn vẽ nè đó. Bước thứ hai mình sẽ thực hiện vẽ mờ ha, mình vẽ mờ thôi. Này ví dụ mình muốn vẽ một cái hình chủ nhật đi chẳng hạn, mình vẽ mờ đó, các đường mờ trước. Mục đích vẽ đường mờ là gì, tại sao mình không vẽ đậm luôn? Mình vẽ đường mờ thì mình sẽ khi mà nó có sai thì mình có thể xóa bỏ được rất là dễ. Tại vì khi mình vẽ mờ mình vẽ nhẹ tay thôi, mình đè nhẹ tay thôi, thì nó chưa có hằn cái vết cái đường chì cái vết xuống dưới cái tờ giấy này, thì mình xóa đi thì rất là dễ. Thì sau khi vẽ mờ rồi thì mình kiểm tra sơ bộ những cái chỗ nào không đúng hoặc sai. Không đúng hoặc là chỗ nào mình cần tẩy xóa nó, mình tẩy xóa sơ đi. Thì lúc đó cái nếp mờ này mình tẩy rất là nhẹ, dễ tẩy nhẹ cái là nó ra thôi. Tới ba cái sau khi kiểm tra xong rồi ha, ta qua cái bước thứ ba đó là bước tô đậm ha. Thì mình sẽ tô đậm lại những cái đường mà mình thấy đúng rồi đó. Thì quy tắc tô đậm các bạn lưu ý là gì, mình sẽ tô từ phải qua trái, hoặc là từ trái qua phải, hoặc từ trên xuống dưới ha. Mình đừng có tô cái kiểu là thấy đường nào cũng tô, thì nó di chuyển thước qua lại lên xuống nhiều quá, nó sẽ làm đen cái bản vẽ mình đi ha. Mình sẽ làm theo tô đậm theo quy tắc là mình làm lần lượt ha, những cái đường từ phải nè qua trái trước nè, hoặc từ trái qua phải từng lượt vậy, rồi hoặc từ trên xuống dưới. Rồi cái bước thứ tư là sau đó mình mới viết chữ ha, viết chữ ví dụ như ghi kích thước nè, rồi ghi chữ trong khung tên nè vân vân, chữ và số đó. Rồi bước thứ năm mình kiểm tra lại lần cuối và mình chỉnh sửa ha, xóa bỏ những cái nét dư rồi đi đó, và hoàn thiện bản vẽ. Đây ví dụ như này, những nét dư xóa đi. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn xong cái bài thứ nhất. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn cái bài số 2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn sau nha. Các bạn nhớ subscribe và like và share cái kênh của mình để đón nhận các cái clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.